bây giờ vậy vậy làm sao, xin mẹ mày chấp nhận làm sao được. Có một cái tại vì phụ nói chuyện con chứ thật sự con phải hiểu trời Phật mẹ lo cho cả cái vũ trụ, cả cái trái đất, chứ không phải chỉ riêng nước Việt, không phải riêng một gia đình, huống hồ riêng một cá nhân con. Còn riêng cho phụ là con của cha xuống đây lập đạo truyền tin, phụ chỉ hướng là tất cả các đệ tử phải gán tu tập, phải gán để mà nương theo mà về. Đó là phước của tất cả hội thiên ở đây rồi đó. Không có Thiên Long Sơn, không có Thiên Tâm, chúng ta hôm nay chưa biết đường nào để đi về trời nữa đó. Còn huống hồ chi bây giờ á, chuyện mà con cá nhân con dời lên đây mà con đi hỏi mẹ nữa, phụ chắc không có dám làm phiền mẹ đâu. Hiểu không? Ừ. Con phải không phải có cái gọi là cái chánh kiến á, có nghĩa là khi con đọc kinh mỗi ngày phụ chỉ á, đọc Lăng Nghiêm á, tự nhiên mình quyết định được mấy cái này là nó sẽ qua hết những cái chuyện mà lặt vặt đời sống từ nhỏ cho tới lớn, và tới những cái quyết định mà về chỗ ở là do cái thần lực con đọc kinh, mấy vị sẽ xui khiến, mấy vị sẽ chỉ cho mình. Còn mà con không chịu đọc kinh mà mỗi chút chút con mà hỏi hoặc là con mù mờ quyết định sai là con mệt lắm á. Nên khi đã họ thiên quan trọng nhất đọc kinh, nếu nào không đọc kinh là đứa đó sẽ bị rớt xuống khỏi thiền bát nhã đó. Hôm nay thì buộc kéo lên ngồi hết rồi, có nhiều đứa lăng tăng không chịu xích beo, cứ ý y lại có sư phụ Thiên Minh Kiệt là Thái Tử gì này nọ. Phải coi chừng nghe. Thu chỉ độ tới độ nào thôi, chứ còn không chịu đọc kinh là thu kéo lên không có nổi đâu. Chỉ có thư đệ tử mà ngồi đội cái nón này nè, chỉ là năm ngoái hả, năm ngoái bắt đầu ung thư, thu thấy sắp chết thì thu chỉ xin lại, xin cái mạng lại, cho nên qua cái ung thư á, nhưng mà phải đổi lại cặp một con mắt đuôi mà bữa nay chưa đuôi là cũng là phước rồi đó, chứ hồi xưa không biết tu vậy chứ, mới vừa tử ban qua đây ủa là không muốn nhận họ thiên rồi, thấy quải quá. Hôm nay là còn ngồi đây là coi như cho phụ dùng cái đức của cho phụ, phụ làm giống như mượn tiền trả giùm mà đó các bạn. Chứ không thôi con mất mạng là năm ngoái rồi con, nhưng mà lại thấy cũng tội nghiệp. Thì sau này từ bữa tới giờ ngày nào cái đệ tử này cũng biết sợ chết rồi, biết nghe lời rồi, rồi lên đọc kinh hàng ngày á, thấy chiều tối mấy bữa trời lạnh nó cũng gán đọc, cũng tội nghiệp, nên là cũng không có phụ lòng sư phụ xin cái mạng lại cho con đang ngồi á, nhưng mà mắt bữa nay chưa đuôi á, cũng còn lạ đó. Thì đâu biết, tại vì một cái cuộc trao đổi thôi, chỉ là đứng ở giữa dùng chút tiền cho, nhưng mà con cũng phải có chút down payment chứ không có gì free hết con. Nhưng mà cái trường hợp này là khác, tại vì mỗi ngày lên núi, còn con lâu lâu con xuất hiện khác, tại vì mỗi ngày lên núi nó khác, là vì lên trên đó làm quen với mấy vị chảnh thì sư phụ mới còn ăn với mấy vị mới làm được. Thế còn lâu con lên đây có một buổi tuần lên có một lần hoặc là một tháng lên lần, con đâu có quen với mấy vị trên núi, tại mấy vị cũng như người mình thôi, không phải làm bạn, không biết không bạn với mấy vị trên núi mình á, chân thần nè, mấy ông rồng nè, mấy vị bồ tát đẩy trên núi mình đó. Quyết định dọn không? Dọn liền. Hay á nghe, đệ tử này có trí khí. Cái tâm là cái gì? Để cho hồ chỉ cho hồ không có xen vô cái nghiệp của con. Khi mình biết cái thân này vô thường, khi mình biết Thiên Long Sơn là cái nơi đưa mình về trời, mà mình quyết định về Thiên Long Sơn, con nghĩ đúng hay sai nè? Quá đúng. Tại sao hồ không giải thích? Chứ còn con tự con biết, chứ còn ở tuốt ở dưới kia
cái cơ hội con rất là ít á. Ở đây trả lời đúng nữa. Ok, cho nên nó nhiều đứa dọn qua đây nhiều lắm. Hồi xưa trước năm 2014 mình không có Thiên Long Sơn, mình không có biết nơi nào là thánh địa. Còn hôm nay mình có Thiên Long Sơn, mình biết là cái nơi này là cái nơi để đưa mình về trời. Thì trên đời này con nghĩ có cái gì quý hơn là chuyện sanh tử? Suy nghĩ đi. Vài con take care, ok. Ok. That's fine, that's fine. Thank you. Yeah, take care your health too. Con cứ quyết định gì là con thấy đúng là tức đúng ạ. Đó, cô Thái, Thái ơi, hết hết pin rồi Thái ơi. 8 tiếng hồ ngồi nói pháp, nói chuyện được trái bắp. Rõ mình đây mình ngồi nói chuyện buổi chiều mát gì là quá sướng ha. Sướng hội trường, sướng máy lạnh. Bây giờ nhìn mấy đệ tử ở Cali á, thương mấy đệ tử ở Houston. Trời nó ngồi 105 độ mà có những bác lớn tuổi á ngồi mà thở mà như nè. Vậy mà cũng gán chạy tới gặp sư phụ. Gì con? Nên mình đây là quá sướng. Công nhận là dân Cali có phước thiệt á. Đệ tử này ngồi thiền cũng khôn. Biết có mấy gì hộ pháp cho phụ đứng đầy để ngồi thiền chắc ăn. À đúng rồi đó, ngồi thiền gần sư phụ, lúc sư phụ nói chuyện gì mới được siêu á. Tại mấy vị đang đứng đây là bảo vệ cho nó luôn. Đệ tử, con có hỏi gì không? Với OE cứ lái lên lái xuống xuyên thiệt á. Lấy cái microphone, tử ngồi sau lưng cạnh. Hai ba cây luôn mà. Sư phụ cho con hỏi, con thấy tôi con vào Thái Lan chơi á, con có chụp hình ấy mà thấy mấy người mà họ tùy giới tính đó sư phụ. Từ gái đổ qua trai đổ qua gái á, thì những người đó phải có cơ nghiệp của họ hay là sao? Thấy họ cũng khổ lắm á sư phụ, chứ họ cũng sống vui sướng vậy mà thấy họ trải qua những cái cuộc phẫu thuật đó họ đau đớn vậy thì ở trên trời á. Tiên nữ á mà muốn xuống thế gian để mà tạo công đức hay là muốn trải nghiệm cõi ta bà thì không có muốn sanh con, cái thành ra giữa thân phải nhớt, không phải là thân nam, nhưng mà cái linh hồn là nữ, kiểu nó như vậy, chứ họ không có bị nghiệp gì. Sao họ lại chọn con đường đau khổ vậy? Là về là về bất cứ chúng ta giống như con cũng vậy. Con hôm nay từng rồi mấy ngày trước con ở đây là vì con
thương cho phụ, con thích Thiên Long Sơn. Thì họ những cái gì họ đã thích thì họ gắng cho làm được. Thì cái đó cũng là khi đã mang thân nam mà linh hồn lại là tiên nữ thì họ muốn ok. Rồi linh hồn tôi là nữ, tôi muốn làm nữ. Thì cho nên con thấy những cái thằng đó nó giải phẫu rất là đẹp. Thật sự họ không có nghiệp, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ngược lại, chúng ta khổ không phải là như vậy. Nhiều lúc họ có đời sống sướng hơn chúng ta. Chúng ta có chồng, có con, có anh, có chị. Rồi chúng ta sinh con đẻ cái. Cái khổ chúng ta không phải là thân chúng ta. Cái khổ chúng ta là thương con chúng ta, thương cha mẹ chúng ta, mà chúng ta không giúp gì được. Khi chúng ta hy sinh tất cả đời nuôi con nuôi chồng, chồng phản bội, con lớn lên không nghe lời, cái đó là cái nỗi khổ của chúng ta. Còn những cái chư thiên đó, những cái tiên nữ đó, họ chỉ một đời xuống trải nghiệm thế gian, họ quỷ xác họ về. Thì con nghĩ mình khổ hay họ khổ mà con khóc giùm cho họ. Thương họ thường. Dạ họ thương con kìa, con có chồng có con có khổ, còn họ là một đời vậy. Cô đọc báo về cái sự tích của họ đó, thấy họ kể họ khổ không? Thế gian này á, mà khi Phụ có cái đề sau đó Phụ đi Phú Kết rồi, thì con nhỏ đó thật là thằng mà Phụ bảo đảm con gái ở đây á, không có đứa nào đẹp bằng cái đứa đó. Phụ ngồi kế sư mẫu, tự nhiên cái Phụ đang ngồi hàng đầu chạy xuống đè cái mặt cho Phụ, nó hung dính một cái mao son đậm ở đây nè. Sư mẫu bắt cười quá, hỏi bà đi mẫu mẫu đó. Ừ, lúc đó cũng hoảng hồn, mình đâu bất ngờ, mình đâu có biết. Nó hay đi xuống hàng ghế nó đè mặt cho Phụ nó hùng. Rồi cái mẫu nó đừng có bôi nha anh, để em chụp hình. Phụ có đóng hình có mao son ngay cái hồn má. Nhưng họ ít nhiều á cũng làm được cho Phụ vui được khúc đó. Họ cũng có phước, huống hồ chi họ làm cho nghìn người vui mỗi ngày. Con nghĩ cái đó là cái gì? Là một đại công đức. Chúng ta mỗi ngày họ thiên phải ra đường làm cho ba người cười là rất là khó, mà họ làm cho rất là nhiều người vui vẻ. Con nghĩ con tội nghiệp không? Họ về trời trước con. Ừ. Chỗ đó cũng vui hết. Họ có đi đó rồi. Tội họ thôi. Khi mà nó giải phẫu, mấy người đó giải phẫu, họ biết cái sinh mạng của họ giảm lại, họ không có sống dài như mình, chấp nhận nè. Cũng giống như mấy movie star của Hollywood khi mang giày đỏ vô là thời với quỷ sẽ ra cho tôi nổi tiếng, cho tôi danh phận, có tiền, khi tôi chết tôi cái hồn tôi sẽ theo theo quỷ. Họ cũng nhẫn thời. Cái đó còn nặng hơn là cái mấy đứa mà giải phẫu nữa. Con thấy cái nào nặng hơn vậy? Ừ. Vậy mà cũng có người làm á, quá trời luôn Mỹ này mà. Ồ, cái cốt của con cũng keo á, bữa nay sư phụ nói. Mà giờ cứ án tu đi, tại con ở xa quá. Ước chỉ còn ở gần đây á thôi. Hả? Ước chỉ còn được ở gần đây. Ước chỉ được gần đây. Nhiều người ước lắm con, thế giới. Tại ở gần sư phụ được ngồi thiền hầu như every night or day. Khi ngồi thiền gần sư phụ á, mấy chư thiên chỉ bệnh luôn. Thiên Long nàng chắc má còn heo còn mừng để thờ luôn. Má còn cũng phúc hậu á, người cõi trên không à. Mà mình hôm nay hồi giao duyên mang lệnh của Đức Thầy, của Cha Thượng Đế Phật Mẫu mang các phàm xuống trần lập đạo là mục đích
là đi tìm những đứa con của cha là con của Thượng Đế là con ấy, để mà gom về. Thì về nhiều chừng nào thì sư phụ thành công lớn chừng đó, bonus cha mẹ thưởng cao chừng đó. Còn mà sư phụ bất tài mà ngồi nói chuyện sáng giờ từ 12 tới giờ 8 giờ rưỡi mà cũng phải gắn nói để quay phim lên mạng, nhiều khi mình đổ được ai đổ tòa chiều mà không, mục đích là vậy. Sư phụ hết sức hết lòng với nước Việt, với chúng sanh. Ngược lại chúng sanh phải gắng chịu khó một chút, chịu khó nhẫn nại với sư phụ, phải ngồi nghe cho kỹ. Tuy là lời lẽ không có được văn qua để sư phụ không có học, nhưng mà lời là tiếng thiên, tiếng từ trong tâm, là lời thật. Nó khác hơn những cái lời hoa mị của những vị thầy được huấn luyện từ trong chùa, trong nhà thờ, từ ở ngoài của đảng viên là thầy quốc danh đó. Hoàng nói rất là hay, có bằng tiến sĩ nói lưu loát mà. Nhưng mà khác nhau có một cái là lời của sư phụ là thật không. Không có lời nào mà sư phụ tạo ra. Tạo ra là mấy con còn khỏi phải xử. Bên trên xử sư phụ liền. Đức thầy xử liền. Chị sư phụ là lời thật. Trong 5 năm nay trên mạng. Con hỏi sư phụ này, con hồi đó con ở bên Việt Nam hết sư phụ à. Con nhớ lúc đó năm 1990 con có đi lên một cái chùa đó, gọi là cái tên là chùa Tam Bảo sư phụ. Mà lần đầu tiên là con đến cái chùa đó con mới là biết mẹ đó. Mà cái chùa đó tại sao đó cũng thờ Phật rồi cũng mấy lắm, nhưng mà sao con không biết sao thờ mẹ trong một cái hang đó sư phụ. Rồi có cái bà sư cô trong đó, nó bà mới chỉ con, nó con đi lại đây nè, con đi vô ngay cái hang này nè, con lại mẫu. Mà lúc đó con nó thật, lúc đó thời đó con cũng chưa biết mẫu là ai hết. Cái con mới cũng con hay con có lòng tin lắm, thể ở trên là con rất có lòng tin. Cái con cũng chung vô cái hang đó. Khi mà con vô cái hang đó rồi thì chỉ có mình con thôi. Con mới ngồi cái con lại mẫu. Mà con vô đó sắc cái người con nó tối âm u hết sư phụ. Trong đó không có bóng đèn hả? À, là họ không có đốt như là sáng như như ở đây sư phụ. Thì dĩ nhiên trong hang rồi nó không có mặt trời khí âm nữa thì nó tối rồi. Dạ. Rồi con lại mẫu thì lúc đó là con biết mẫu từ lúc đó. Con về hồi ở nhà con bên Việt Nam á, con cũng có thỉnh mẫu về con thờ. Khi con đi qua Mỹ này á, nghĩa là con đi hai bàn tay con nghĩa là trắng hết, chỉ là con in, con bưng mẫu, con bưng hình mẫu về đây. Con bưng những hình tượng Phật Quan Âm, Phật Thích Ca này kia là về để con thờ thôi. Thờ sao mà dạ, nghiệp con, nó đổ tới ung thư chém chết. Dạ con nói là con biết mẫu từ và từ lúc đó là con có thờ mẫu là từ bên Việt Nam sư phụ. Khi con về bên Mỹ này con cũng còn thờ nữa. Nhưng mà cái gì hoàn cảnh á, con ở ấp Bạc Minh đó sư phụ, con thấy những cái mình ở trên ở dưới đó con thấy nó không tốt, thành ra con để qua một bên. Nhưng mà con cũng biết là không tốt, nhưng mà con cũng phải chịu thôi. Rồi ở đường Đinh Tiên Hoàng đó thầy, sư phụ con cũng có biết cha nữa. Con có đến con có cái nhà thờ đó gọi là cái nhà chùa gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế của mấy người Tàu sư phụ, nhưng mà họ điêu khắc cái hình sao mà con thấy dữ quá sư phụ. Ok rồi, con không có câu hỏi gì, con kể gì cũng ok. Ở dưới có ai có câu hỏi gì không? Hỏi tiếp. Đề tài gì? Ủa giờ chiều mệt rồi. Chỉ có đề tài hỏi đi rồi trả lời.
sắc phàm cũng mệt đó không? Đâu phải ấy, mấy gì mới sáng kêu phụ mỗi ngày phải uống nước, kêu phụ phải giữ gìn sức khỏe, không biết sao giữ nổi. Ở phụ không có mới như ta ăn ba cái gì còn có người đời á, đồ bổ không có, là quẹt là quẹt à. Rồi bữa nào mà nói chuyện chỗ này chút về là mệt, nói chuyện nó mệt hơn là đi bộ hoặc là chạy bộ, nó hốc quá về cái ăn sơ sơ ngủ, thì từ đó mấy gì mới thấy sức khỏe yếu, rồi bụng bự là tự nhiên tập thể dục đó nổi. Bình thường nếu thù không có ngồi buổi nói chuyện ở nhà thù có nửa tiếng chạy bộ cũng đỡ lắm, mà giờ về chạy sao nổi, về nhìn chén cơm là thấy quải luôn á, nói chuyện nó mệt không ăn không có được. Cái gì nữa con? Sao? Ăn sao? Thôi, ăn bụi ơi. Về nhà dắt nằm ngủ luôn. Từ lúc mà trước Covid tới ngày hôm nay, năm tháng năm, Chúa là người nói những cái phi thường, mà nói những cái trong kinh điển, mà đến ngày hôm nay, Chúa phụ những thời gian đầu, những tăng ni, những người mà tu Phật lâu năm, họ cũng rất là chướng ngại. Mình tới ngày hôm nay, Chúa phụ đã thuyết phục được rất là nhiều rồi. Ở vì trái đất này cả nghìn năm nay kinh sách đốt đi rồi, người những vị tổ những vị thầy giỏi ngã mạng chút viết sửa lại, chứ có ai dám nói một câu là trên trời á, mỗi tầng trời là một ông trời, 1 tỷ trên 1 tỷ% đó là sự thật. Mà khi một chỉ cần một sự thật đó thôi, có thể tất cả kinh điển đều sai hết. Cha đâu phải là ông Hoàng Đế Thích, cha đâu phải là hầu Phật, vậy tất cả Phật tử trên thế giới vậy mà người ta cứ nghĩ là ồ, tu theo Thượng Đế là thấp hơn tu Phật. Một điều rất là sai lầm. Đó là mưu mô của ma quỷ hết không? Nó làm cho con của cha giống như là nhận giặc làm cha vậy đó. Trở mặt với cha của mình. Chứ phụ bắt buộc phải nói lời thật, sự thật. Hy vọng sau này chuyện một ngày nào chứ phụ trứng rồng nó nở, phụ phải điều chỉnh mấy cái này lại. Nó không phải như vậy. Rồi ở bên Hồi giáo họ cũng Ala. Con có biết hồi từng rồi ở bản 100 hình như 40 độ C là nhiêu ta? 40 độ C ở bên chỗ Thánh địa Mecca đó là tính ra cũng 120-130 độ phải không? Độ S. Vậy mà cả biết nhiêu triệu người sắp hẹn nhau chen chúc ở ngoài nắng vậy, họ vẫn chịu nổi. Nhìn trên mấy cái clip á, mấy cái mà tin tức á, trời ơi mình thấy quảng hồn. Mê tín quá, thành ra cũng không tốt. Mà mê tín quá rồi cái binh cái đạo của mình, rồi cái hễ mà một nước Hồi giáo mà làm sai cả đống Hồi giáo đó mà bình nó đi ăn hiếp người ta cũng không đúng. Nên hôm nay á, thiên tâm từ bi cũng là thời cha Ala hay là Thượng Đế bên Công giáo, Đức Chúa Trời cũng là cha mình trên núi mình, là một thôi. Mình không có đến nỗi mà cực đoan như vậy. Cha là rất là từ bi, cha là độc giác Phật, một vị Phật đầu tiên để mà tìm ra được một cái công thức, rồi sau đó những vị Phật khác đều là con của cha hết, rồi học theo cái kiểu cách đó, cái phương thức đó, cái triết lý đó để mà thành Phật. Thì chúng ta là những vị Phật đi sau. Phật đã thành và Phật sẽ thành, là những đứa con hồi thiên, là Phật sẽ thành. Tất cả chúng ta xuống
rồi trở về một cái nơi chung, một nơi duy nhất, đó là thiên đàng. Còn một vị Phật lỗi lạc như Phật A Di Đà, ngài đi xuống, rồi cái ngài có quyền lực, ai mà tu theo kiểu của ngài thì đi về của nơi ngài, cũng giống như một nhà professor hay là một thầy giáo giỏi thì ra một cái trường đại học, ai học trường này tôi cấp cái bằng của trường A Di Đà vậy đó. Nó chỉ là vậy thôi à. Cũng giống như mấy đứa con mà tu giỏi, mấy con có quyền mở một cái trường tên Thiên Hoài Tâm, trường dạy thành Phật vậy đó. Nó là vậy, nhưng mà cha vẫn là đấng tối cao, cai quản hết vũ trụ. Kinh Thiên Tâm sao mấy con đọc là y vậy. Cha cai quản hết tất cả. Cái này Thiên Long thổi về đêm ha.